Chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami David Beckham sướng tên Messi trong lễ trao giải thưởng cá nhân danh giá trong giới túc cầu do tạp chí France Football tổ chức ở nhà hát Chetlit, thành phố Paris tối 30 tháng 10. Siêu sao Argentina không lộ nhiều cảm xúc khi nghe tên và Haaland cũng vậy, trong khi Mbappé khẽ mỉm cười trong một thoáng. Haaland nhận bóng bạc, còn Mbappé đạt bóng đồng. Ba quả bóng này đều đặc biệt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là các danh hiệu đồng đội, Messi nói khi nhận bóng vàng. Còn khi được hỏi liệu bóng vàng thứ 8 có đặc biệt hơn 7 giải thưởng trước đó, Messi nói, cả 8 giải đều quan trọng vì những lý do khác nhau. Messi phát biểu sau khi đoạt quả bóng vàng thứ 8 ở nhà hát Chetlit, thành phố Paris, Pháp tối 30 tháng 10 năm 2023. Ảnh AFP: Messi lập kỷ lục giành 8 quả bóng vàng các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Anh bỏ xa cầu thủ đứng sau với 5 danh hiệu là Cristiano Ronaldo. Do bóng vàng chỉ trao cho những cầu thủ châu Âu cho đến năm 1994, những danh thủ Nam Mỹ như Pele hay Diego Maradona chưa từng giành giải. Vì thế, France Football từng trao danh dự 7 bóng vàng cho Pele và 2 giải cho Maradona. Sau lời cảm ơn gia đình và những người đã bình chọn cho anh, Messi cũng dành lời tri ân người thầy quá cố Maradona, bởi hôm nay kỷ niệm 63 năm ngày sinh của ông. Giải thưởng này là món quà tuyệt vời với mọi người Argentina, anh nói. Tôi muốn nhắc tới người cuối cùng, đó là Maradona. Chúc mừng sinh nhật thầy, và không có nơi nào tốt hơn ở đây để tôi chúc thầy, bởi có rất nhiều cầu thủ đang hiện diện cùng quả bóng này. Vì thế, giải thưởng này là của thầy và của mọi người Argentina. Maradona dẫn đội tuyển Argentina thời năm 2008 đến năm 2010 trao băng thủ quân cho Messi lần đầu. Ông đạt tỷ lệ thắng 75% cùng Argentina, cao nhất lịch sử đội tuyển, trong những huấn luyện viên đã làm việc 10 trận trở lên.